Xin chào tất cả các bạn, mình là Eric, chủ nhân của YouTube channel Hỏi Sơn IT. Hôm nay trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta sẽ sử dụng một vài câu lệnh thực tế khi chúng ta đi làm cũng như rằng là khi chúng ta làm việc nhóm nha. Cụ thể rằng là trong video lần trước mình đã hướng dẫn các bạn chúng ta tìm hiểu về cái workflow, tức rằng là cái luồng hoạt động của thằng Git là như thế nào, cũng như rằng là chúng ta đã hiểu sơ qua về ý nghĩa của những câu lệnh chúng ta hay dùng nhất rồi. Bây giờ thì mình sẽ giải thích thêm một vài câu lệnh mà khi đi làm các bạn hay dùng nha. Tức rằng là có những câu chuyện như thế này các bạn này. Cái câu chuyện đầu tiên đấy chính rằng là người ta bảo các bạn rằng là em ơi em kéo code về chạy đi, đúng không các bạn? Người ta sẽ bảo rằng là em kéo, ví dụ rằng là trong thực tế các bạn, cái đầu tiên chúng ta cần phải quan tâm đấy chính rằng là nhánh code nó là như thế nào. Nhánh code là cái gì? Khi mà các bạn nhìn trên cái hình này, các bạn để cho mình rằng là nó có một cái là branch. Thì tại sao mà nó lại sinh ra nhánh code để làm gì? Tức rằng là câu chuyện rằng là bình thường ấy, nếu như rằng là các bạn chỉ code trên một nhánh thôi, tức rằng là chúng ta sẽ có một nhánh tên là main hay là master ấy các bạn, thì sẽ có một vấn đề, đấy chính rằng là nếu như rằng là dự án của các bạn có nhiều tính năng ấy và chúng ta phát triển những tính năng này song song, nếu như rằng là chẳng may ấy, tính năng của các bạn nó bị lỗi ấy, thì người ta sẽ không muốn rằng là tính năng đấy lỗi nó ảnh hưởng đến code chính. Thành ra rằng là để giải quyết được vấn đề rằng là chúng ta chia nhỏ code ra, thì mỗi khi mà các bạn phát triển một tính năng ấy thì chúng ta thường tách riêng ra một nhánh, thì cái nhánh đấy nó sẽ phát triển độc lập so với cái nhánh chính của chúng ta. Khi nào các bạn test thấy rằng là cái nhánh đấy ok rồi, chúng ta sẽ gộp code của cái nhánh đấy vào cái nhánh chính. Thì đấy chính là lý do tại sao chúng ta có nhiều nhánh nha. Các bạn hình dung rằng là cái từ nhánh này giống hệt như nhánh cây ấy. Cái gọi là cái nhánh chính của chúng ta chính là cái thân của nó, còn cái gọi là các nhánh phụ chính là cái cành của nó. Các bạn thấy rằng là để gộp lên được một cái process thực tế thì nó gồm có nhánh và cành, đúng không? Tuy nhiên rằng là khi mà nó phát triển đủ lớn ấy, thì chúng ta sẽ gộp những cái nhánh vào bên trong cái thân của nó sẽ cộng gộp lại thành một thôi. Thì đấy gọi là về cái này. Ở đây thì mình sẽ minh họa cái ví dụ về các nhánh cho các bạn xem này. Đây chính rằng là một cái dự án mà trên Bitakit đấy các bạn, ngày xưa khi thời sinh viên mình làm ấy. Các bạn có thể để ý thấy rằng là bên tay trái của các bạn đây này, các bạn thấy rằng nó có một cái đường thẳng là thẳng tắp đây này, đây chính gọi là cái nhánh master, cái nhánh chính của các bạn. Còn những cái mà nó chia ra, đây chính là nhánh. Các bạn thấy rằng ví dụ ở đây mình có gọi là có rất nhiều nhánh, bởi vì rằng là các bạn thấy rằng là nó có màu sắc khác nhau ấy, thì đây chính gọi là khi các bạn làm việc thì nó sẽ chia nhánh như thế này. Thì mỗi một lần mà các bạn thấy rằng là sau khi nó tách nhánh ra nó lại gộp vào cái đường thẳng đây này, thì cái này đây chính rằng là việc các bạn merge code vào. Thì lát nữa thì mình sẽ nói về cái merge code nha các bạn, tức là chúng ta cộng gộp code. Thì cái điều đầu tiên chúng ta cần phải quan tâm đấy các bạn, đấy chính là khái niệm nhánh nha, nhánh gọi là branch đấy, đấy chính là khái niệm đầu tiên. Quay lại với cái của chúng ta, cái câu lệnh đầu tiên ấy, khi mà các bạn gọi là chúng ta dùng cái câu lệnh git pull ấy, tức rằng là chúng ta sẽ cần phải kéo về. Thì khi nào các bạn cần kéo về, tức rằng là ở đây thì mình sẽ minh họa cái câu lệnh đầu tiên nha, đấy chính là câu lệnh pull các bạn này về. Ở đây thì mình sẽ minh họa câu lệnh này. Thì trước tiên thì mình sẽ quay lại đối với cái dự án của mình. Các bạn thấy rằng là mình đang có một cái, đấy chính là test SSH đây này. Thì mình sẽ mở lại cái dự án này của mình. Đây chính là thư mục của mình, có phải không các bạn? Thì bây giờ thì mình sẽ git bat tại đây nhìn các bạn thấy rằng là bây giờ git status các bạn này. Các bạn thấy rằng là ở bên trong cái thư mục này mình đã xóa cái file, gọi là mình xóa cái file SSH rồi. Mình để lại mỗi cái file test thôi. Thì bây giờ thì mình sẽ commit và mình sẽ đẩy lên trên thằng git nha các bạn. Git add này. Git add này. Git commit, ở đây thì mình sẽ là -m nha các bạn, message của mình, update nha các bạn, đấy, rồi, tiếp theo nữa là mình sẽ git push original main nha các bạn, đấy, mình sẽ đẩy lên cái nhánh có tên là main nha, rồi, thì mình sẽ chờ một xíu để cho cái này nó cập nhật nha các bạn, thì các bạn sẽ cần phải chờ cái này gọi là do tốc độ internet thôi, có vẻ như rằng là do mạng internet của nhà mình nó hơi chậm thì nó vậy. Bây giờ thì mình sẽ reload nha các bạn sẽ thấy rằng là nó mất cái file gọi là SSH rồi, và nó đã hiện cái chữ update ở đây nha các bạn, thì chứng tỏ một điều rằng là mình đã đẩy code lên thành công rồi. Bây giờ có một chuyện, đây chính rằng là khi mà các bạn làm teamwork ấy, thì chúng ta ngồi gọi là máy tính của các bạn chứa code này, máy tính của đồng nghiệp của các bạn cũng chứa code này, chúng ta đều có một nơi để lưu trữ code chung, đây chính rằng là GitHub. Thì bây giờ đồng nghiệp của các bạn đẩy code lên rồi, nó bảo các bạn rằng là mày kéo code của tao về mà test đi, thì các bạn sẽ làm như thế nào? Thì đây chính là lúc chúng ta sẽ dùng cái câu lệnh git pull nha các bạn. Thì mình sẽ minh họa nha, bởi vì rằng khi mình demo cho các bạn ấy, mình chỉ có mình cá nhân của mình thôi, mình không muốn tạo gọi là mình đăng nhập hai cái email để tạo cái giả lập này. Thì cách đơn giản nha các bạn, thì mình sẽ thêm tay nha, mình sẽ thêm tay một cái để cho nó tạo sự khác biệt trên cái nơi lưu trữ code và tại máy tính của các bạn nha. Ở đây thì mình sẽ thêm cái file readme nha các bạn, mình sẽ nhấn vào cái add readme này. Ở đây thì mình sẽ để mặc định thôi, khi mình nhấn vào thì nó sẽ ra cái giao diện như thế này. Mình lăn trượt xuống nha các bạn và mình sẽ nhấn vào nút commit new file nha các bạn, tức rằng là mình sẽ thêm cái file readme. Thì các bạn thấy rằng ngay lập tức bây giờ mình đã có một cái chữ test SSH như thế này rồi. Thì bây giờ ấy,
để gọi là các bạn thấy rằng là trong dự án của chúng ta nó đã có thêm một cái file như thế này. Các bạn thấy rằng là code của dự án của các bạn nó đã được update rồi. Tuy nhiên rằng là do đồng nghiệp của các bạn update. Bây giờ các bạn muốn kéo những cái file đấy về máy tính của các bạn để các bạn có thể chạy đúng không? Thì chúng ta làm thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng câu lệnh git pull nha các bạn. Lúc trước thì chúng ta để code lên chúng ta dùng câu lệnh push, push là để còn pull tức là kéo về nha các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ gọi là dùng câu lệnh này. Thì các bạn sẽ gọi cho mình git pull, các bạn sẽ là git pull original. Các bạn sẽ gọi tên là original và các bạn sẽ làm main nha, tức rằng là chúng ta đang check trên cái nhánh có tên là main và các bạn enter này. Các bạn sẽ chờ một xíu nha. Thì khi mà nó kéo code về các bạn sẽ chờ xem là nó hiện cái giao diện như thế nào. Thì đấy, các bạn thấy rằng đây, các bạn thấy rằng là nó đã tạo một cái file là readme. Và nếu như rằng là các bạn mở lại máy tính của các bạn thấy rằng tự dưng nó thêm một cái file readme này rồi. Và cái file này đâu phải do chúng ta tạo đâu. Thì sau này khi mà các bạn làm teamwork ấy thì chúng ta hay dùng câu lệnh git pull nha các bạn để kéo code mới nhất về. Thì đây chính là tác dụng của cái câu lệnh git pull. Thì sau khi mà các bạn đã có được câu lệnh git pull rồi, bây giờ đến một cái trường hợp đấy chính rằng là git merge. Git merge bây giờ thì mình sẽ minh họa cái câu lệnh git merge nha các bạn. Các bạn biết khi nào mà các bạn cần phải merge code không? Đấy chính rằng là khi mà các bạn làm cho các nhánh riêng lẻ thì nó sẽ gọi là merge code. Bản chất của cái câu lệnh git pull đây các bạn này, bản chất của câu lệnh git pull này nó bằng hai câu lệnh đấy. Bản chất của cái câu lệnh git pull đấy các bạn nó bằng cái câu lệnh này này, nó chính bằng câu lệnh git fetch cộng với gọi là git merge. Đấy. Tức là sao? Tức rằng là nó sẽ get những cái file trên máy gọi là trên GitHub về. Sau đấy thì nó sẽ cần phải merge vào cái code local của bạn. Sau này các bạn hình dung rằng là tại sao mà nó lại có hai cái bước này. Đấy chính rằng là tại sao mà nó không merge trực tiếp vào. Bởi vì rằng là sẽ có một trường hợp đấy chính rằng là bạn và đồng nghiệp của các bạn đều sửa chung một file. Thì khi đấy nó sẽ có khái niệm là conflict, tức là mâu thuẫn đấy các bạn, tức là có xung đột xảy ra. Thì đấy chính là cái phần sau, sau này thì lát nữa thì mình sẽ gọi là mình sẽ giúp các bạn gọi là chúng ta sẽ minh họa cái trường hợp conflict này. Còn ở đây các bạn hình dung rằng là để hiểu một cách nôm na và một cách dễ hiểu nhất đấy, các bạn hình dung là pull, tức là kéo về thôi, chúng ta kéo code về thì chúng ta sẽ dùng câu lệnh git pull nha. Tiếp theo nữa thì bây giờ chúng ta sẽ dùng cái câu lệnh git merge này. Thì trước khi mà dùng cái câu lệnh git merge này thì mình sẽ minh họa một cái trường hợp mà các bạn sẽ cần phải merge code này. Chúng ta hiểu cái niệm merge code là gì. Thì điều đầu tiên nha các bạn, chúng ta sẽ cần phải check out sang một nhánh mới nha. Ví dụ như rằng là bây giờ mình muốn gọi là phát triển một cái chức năng cho sản phẩm của mình. Thì bây giờ thì mình sẽ check out sang một nhánh mới. Tại sao mà mình sẽ cần phải sang một nhánh mới? Bởi vì rằng là mình không muốn ảnh hưởng tới cái code hiện tại bây giờ. Bởi vì mình gọi là mình không dám chắc rằng là cái sản phẩm mình phát triển ấy nó sẽ thành công đúng không các bạn? Đôi khi nó bị lỗi. Thành ra rằng là bây giờ chúng ta để an toàn, chúng ta check out sang một cái nhánh mới, chúng ta tạo một cái nhánh mới. Các bạn thích làm trời làm đất ở đấy cũng được, không ảnh hưởng gì tới cái code tại nhánh chính của chúng ta. Nhưng các bạn tức rằng là cái code bản final của chúng ta vẫn giữ nguyên, nó gọi là có một nơi để lưu trữ. Còn bây giờ chúng ta code chơi chơi, chúng ta sang một cái nhánh mới. Thì bây giờ mình sẽ làm điều đấy nha. Thì mình sẽ quay lại đối với cái dự án của chúng ta này, mình sẽ quay lại thư mục ở đây. Thì ví dụ nha, mình sẽ sang bên này. Thì để tạo một cái nhánh mới nha các bạn sẽ gõ cho mình là git check out. Sau đấy các bạn sẽ dùng cho mình câu lệnh là trừ b nha, trừ b đấy, trừ b. Và các bạn sẽ gọi là chúng ta sẽ gọi là tên của cái nhánh các bạn muốn đặt tên ấy. Ví dụ như rằng là mình sẽ đặt tên là Eric thôi, mình thích đặt tên là Eric thì mình sẽ đặt tên là Eric và mình nhấn enter. Và các bạn thấy rằng ngay lập tức nó sẽ ghi gọi là chuyển qua một cái brand mới tên là Eric. Bây giờ ví dụ như rằng là mình gọi câu lệnh là git brand cho các bạn để kiểm tra xem là chúng ta có những cái brand nào. Các bạn thấy rằng là trên máy tính của mình bây giờ nó đã có hai cái brand, một là Eric, hai là main. Và các bạn thấy rằng là nó đang hiện cái dấu sao và nó tích vào cái Eric, chứng tỏ rằng là mình đang ở trên cái brand có tên là Eric nha các bạn. Thì bên cái brand này thì bây giờ ví dụ mình tạo thêm một cái file nữa nha các bạn, mình sẽ tạo thêm một cái file nữa. Ở đây mình sẽ tạo nhanh một cái file nha, mình sẽ tạo nhanh một cái file là Eric đấy. Rồi thì bây giờ mình tương tự mình sẽ gõ câu lệnh là git status các bạn này, git status này đấy. Các bạn thấy rằng chúng ta đã có một cái file rồi nha. Mình sẽ git add này, git commit này, trừ m này, add file Eric này. Đấy, tiếp theo nữa là cái bước cuối cùng nha các bạn. Các bạn phải đẩy là git put origin Eric nha các bạn, chứ không phải là các bạn put lên nhánh main nha. Bởi vì rằng là chúng ta đang ở nhánh nào, chúng ta chỉ để code lên nhánh đấy thôi nha. Git put origin Eric đấy. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ chờ một xíu nha và các bạn sẽ xem thử sự khác biệt này. Bây giờ có một câu chuyện, đấy chính rằng là cái file Eric mình vừa tạo ấy. Bây giờ các bạn nhìn bên này này, đây, mình sẽ refresh cho các bạn xem này. Các bạn để ý nha, cái file Eric mình vừa tạo ấy, các bạn thấy rằng là mặc định nó ở cái nhánh main này, nó không hề thấy được cái file Eric. Trong khi rằng nếu như rằng là mình chuyển qua nhánh Eric, các bạn nhìn này, ngay lập tức nó đã có một cái file Eric rồi.
Bây giờ ấy, ví dụ tương tự nha, điều tương tự các bạn sẽ làm bên này. Bây giờ các bạn cũng quay lại cái gọi là cái nhánh main của các bạn ấy, tức rằng là nó chưa hề có cái file Eric này. Thì chúng ta chỉ đơn giản rằng là các bạn sẽ dùng cho mình câu lệnh là git checkout main. Đấy. Bây giờ các bạn nhìn này, cái file Eric nó mất rồi này, tại máy tính của chúng ta mà không còn file nữa rồi này. Tuy nhiên rằng nếu như rằng là các bạn lại dùng lại câu lệnh là git checkout Eric. Đấy, các bạn sẽ check out lại cái nhánh đấy, ngay lập tức cái file này nó quay lại rồi này. Thì cái gọi là cái điều magic mà vừa giúp các bạn gọi là chúng ta dùng một cỗ máy thời gian để chúng ta tiến lên hay là chúng ta quay lại ấy, đấy chính là cái thư mục git đấy các bạn này. Hôm trước thì mình đã giải thích cho các bạn thư mục này rồi, thì nó nằm gọi là bản chất vấn đề nó nằm hết ở bên trong cái thư mục này rồi. Thì bây giờ có một câu chuyện, đấy chính là các bạn muốn rằng là cái file Eric này các bạn sẽ cho nó vào bên trong cái nhánh main này luôn. Các bạn thấy rằng bây giờ chúng ta đang có hai nhánh đúng không, một là cái nhánh này, hai là cái nhánh main. Bây giờ các bạn muốn rằng là chúng ta sẽ gọi là cho cái file Eric này vào cái file main thì có hai cách nha các bạn. Một là các bạn sẽ gọi là các bạn sẽ merge code từ nhánh này vào nhánh kia. Hai là các bạn sẽ thực hiện cái thao tác ở trên giao diện này. Ví dụ ở đây các bạn sẽ thấy rằng là nó có một cái nút, đấy chính là compare và pull request. Các bạn sẽ nhấn vào đây nha. Thì khi các bạn nhấn vào đây ấy, thì nó sẽ gọi là tạo một cái pull request, tức rằng là tạo một cái yêu cầu để các bạn có thể merge code từ cái nhánh Eric vào trong cái nhánh master. Ở đây thì mình sẽ nhấn gọi là create pull request thôi nha các bạn nhé. Thì khi nó tạo ấy, thì nó sẽ cần phải kiểm tra xem là nó có bị gọi là conflict không. Nếu như rằng là không bị conflict nha các bạn thấy rằng này, zip friend này, không có cái mâu thuẫn gì với cái nhánh master. Thành ra rằng là nó có một cái nút đây chính gọi là merge request, thì mình sẽ nhấn merge nha các bạn. Thì các bạn sẽ nhìn nha. Bây giờ mình sẽ nhấn vào nút confirm luôn này. Và các bạn sẽ nhìn cái điều amazing này. Đấy, các bạn thấy rằng là merge đã gọi là đã được đóng thành công và được đóng rồi. Và bây giờ các bạn sẽ quay lại code của chúng ta nha, và các bạn sẽ nhìn này. Đấy. Các bạn thấy rằng ngay lập tức bên gọi là bên cái brand main của chúng ta nó đã có code của chúng ta rồi các bạn này. Đây, cái Eric, ok chưa? Thì đấy là các bạn hiểu nôm na rằng là tác dụng của việc các bạn merge code vào nha, tức rằng là chúng ta muốn ghép code từ nhánh này sang nhánh kia và chúng ta cộng gộp thành một, thì đấy gọi là tác dụng của cái từ merge thôi. Rồi. Sau khi mà các bạn đã hiểu được gọi là cái merge rồi ấy, thì chúng ta sẽ có một câu chuyện, đấy chính là conflict. Conflict là như thế nào? Conflict là như thế này các bạn này. Các bạn có một file như thế này. Bây giờ sẽ đến gọi là câu chuyện conflict, cái câu lệnh git checkout các bạn, thì các bạn gọi là mình vừa hướng dẫn các bạn rồi nha. Đấy, đấy chính là git checkout. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến việc là conflict. Conflict đấy chính là các bạn có một file mà hai đứa hoặc là ba đứa hoặc là bốn năm đứa sửa cùng một cái file, thì chúng ta sẽ cần phải xử lý tình trạng đấy. Ví dụ như rằng là mình có một cái file readme ở đây, mình sẽ sửa cái dòng là test đây nha các bạn nha. Mình sẽ sửa là edit, mình sẽ ghi là edit on GitHub nha các bạn. Đấy, mình có một cái file như thế này và mình sẽ thực hiện commit ở trên GitHub nha các bạn, để minh họa tình trạng rằng là thằng bạn của các bạn ấy nó vào nó sửa cái file này. Trong khi đấy, tại máy tính của các bạn nha, mình sẽ mở máy tính của mình lên, mình sẽ mở cái thư mục của mình lên, mình cũng có file readme ở đây, các bạn sẽ mở ra nha. Đây, các bạn sẽ mở máy tính lên và tại máy tính của các bạn sẽ sửa cái này, mình sẽ ghi là edit edit on my computer. Đấy, my computer computer đấy computer computer đấy, mình sẽ sửa cái này, mình nhấn Ctrl S cho nó lưu file lại các bạn này. Và bây giờ mình sẽ đẩy code lên nha các bạn, và các bạn sẽ xem điều gì xảy ra nha. Bây giờ mình sẽ đẩy code lên, bây giờ thì mình sẽ là git status này. Đấy, thằng bạn của các bạn nó đẩy code trước rồi nha, tức rằng là code của nó đã update trên GitHub rồi này. Bây giờ các bạn cũng sửa file đấy và các bạn đẩy lên này. Các bạn git add nha, git add này. Đấy, git commit to update readme by computer. Đấy, mình sẽ đặt một cái commit như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ là git push origin. Chúng ta sẽ gọi git push origin Eric nha các bạn. Mình sẽ gọi là git push origin Eric và mình nhấn enter các bạn này, và các bạn sẽ xem nha. Thì bây giờ khi mà các bạn đẩy code lên ấy, nó sẽ bắt các bạn sẽ cần phải kéo code đầu tiên. Các bạn thấy rằng là nó không bắt chúng ta kéo code đúng không? Rất chỉ là may. Bởi vì sao? Khi mà mình thay đổi cái file gọi là cái file readme ấy, là mình thay đổi bên cái nhánh của Eric này. Thì bây giờ thì mình sẽ thay đổi bên cái nhánh main nha các bạn, để minh họa cái trường hợp conflict nha. Để chúng ta gọi là chúng ta sẽ giải quyết conflict ngay tại máy tính của chúng ta, chứ không phải là mình giải quyết ở trên GitHub này. Thì ở đây thì mình sẽ là git checkout main nha các bạn. Đây, mình sẽ git checkout main các bạn này. Và bây giờ mình sẽ quay lại đối với máy tính của mình ấy, mình mở lại file readme nha các bạn. Đây này, các bạn thấy rằng là tại cái nhánh main ấy nó không hề thay đổi đúng không? Bây giờ thì mình sẽ sửa rằng là edit on my computer. Đấy, rồi mình nhấn Ctrl S cho nó lưu lại này. Mình sẽ làm tương tự như lúc nãy nha các bạn này. Git add này, git add này, git commit to update computer. Rồi mình sẽ là git put nha các bạn, git put origin. Cái lần này ấy, nó khác với lần vừa rồi mình vừa làm cho các bạn xem, đấy chính là mình sẽ đẩy lên nhánh main nha. Lúc nãy là mình đẩy lên nhánh Eric, cái nhánh Eric ấy mình chưa hề sửa, thành ra là nó không có conflict.
Còn ở đây cái nhánh main các bạn thấy rằng là mình đã sửa nó là một cái dòng chữ hoàn toàn khác các bạn này, và mình đã đẩy code lên trước rồi. Bây giờ mình đẩy các bạn và các bạn sẽ xem là có điều gì xảy ra này. Các bạn có thể thấy rằng là ngay lập tức nó báo chúng ta fail, chúng ta bị lỗi rồi các bạn này, nó bị conflict rồi, và nó nói rằng là cái update của chúng ta bị reject bởi vì rằng là chúng ta vừa gọi là chúng ta thay đổi một cái file. Thì nó có một cái hint tức rằng là nó bảo chúng ta rằng là chúng ta thực hiện cái câu lệnh git pull trước khi chúng ta push về, đúng không? Thì bây giờ khi mà các bạn thấy bị conflict ấy, thì chúng ta sẽ dùng câu lệnh là git pull nha, chúng ta sẽ kéo về. Và các bạn sẽ xem là chuyện gì xảy ra nha. Git pull này nó sẽ báo lỗi tiếp thôi và các bạn sẽ xem sự thay đổi nha. Đây, khi mà các bạn dùng câu lệnh git pull ấy, ngay lập tức nó sẽ báo một cái to lù luôn. Các bạn thấy rằng là nó bị lỗi này các bạn này. Nó bị lỗi trong cái gọi là cái file readme ấy. Thì bây giờ nó bảo chúng ta rằng là chúng ta phải giải quyết cái conflict này. Và các bạn để ý cho mình rằng là trạng thái của chúng ta đang là merging, tức rằng là chúng ta đang bị conflict ấy. Thì bây giờ nếu như rằng là các bạn mở lại cái file readme, các bạn mở lại nha, các bạn sẽ thấy này. Đây, các bạn thấy rằng là ngay lập tức bây giờ nó đã bị thay đổi này. Thì đây chính là cái file mà các bạn sẽ cần phải giải quyết cái conflict. Thì để giải quyết cái conflict ấy, rất chỉ đơn giản thôi các bạn sẽ xóa đi những cái gọi là những cái ký tự đặc biệt đây này, tức rằng là cái gọi là những cái dấu mà ngoặc bé hơn hay là lớn hơn, các bạn sẽ xóa những cái này đi. Cái thứ hai đây chính là các bạn sẽ giữ lại cái nội dung mà các bạn muốn giữ ấy. Ví dụ như rằng là mình muốn giữ lại cái nội dung gọi là on my computer thì mình sẽ xóa cái đoạn này đi. Đấy, mình chỉ giữ lại như thế này thôi, mình xóa nha các bạn. Thì sau khi mà các bạn xóa ấy, thì đây chính là nội dung mà các bạn muốn giữ này, thì các bạn sẽ tiến hành gọi là chúng ta commit lại thôi, chúng ta là git status này. Đấy, sau là git add này các bạn, git add này, git commit to resolve, chúng ta sẽ giải quyết conflict leak rồi. Và ở đây mình sẽ là git push original main. Đấy, thì các bạn sẽ chờ một xíu và các bạn xem thành quả nhé. Các bạn để ý cho mình rằng là bây giờ mình đẩy code bình thường này và các bạn quay lại đây nha, mình sẽ quay lại GitHub của mình. Các bạn thấy rằng là version trước đấy nó ghi là edit on GitHub, và bây giờ mình refresh, các bạn nhìn này, mình sẽ refresh, các bạn thấy rằng là edit on my computer, các bạn thấy rằng là mình đã cập nhật code lại được rồi nha. Thì ở đây ấy, mình biết rằng là đối với những bạn beginner, khi mà các bạn gọi là giải quyết conflict cũng như rằng là các bạn mở code ấy, tức rằng là một vài kiến thức thì các bạn thấy rằng là hơi khó hiểu cũng như rằng là các bạn chưa quen thuộc với nó, thì các bạn cũng yên tâm một điều rằng là ở đây mình gọi là chỉ muốn giới thiệu cho các bạn biết thôi. Các bạn thấy rằng đây chính là những câu lệnh khi các bạn đi làm ấy, các bạn cũng yên tâm một điều rằng là các bạn chỉ cần hiểu những câu lệnh như thế này, các bạn quản lý được mã nguồn của bạn với Git là đủ rồi. Còn khi đi làm các bạn, khi mà các bạn gặp lỗi ấy, các bạn cứ hỏi thôi, chúng ta là beginner mà, chúng ta phải làm thực tế chúng ta mới biết được. Còn ở đây là do mình chỉ làm một mình thôi, thành ra rằng là cách minh họa của mình sẽ hơi khác một chút. Nếu như rằng là khi các bạn đi làm ấy, các bạn làm teamwork, các bạn chắc chắn cũng như rằng là các bạn không bao giờ các bạn có thể thoát được cái trường hợp gọi là mâu thuẫn khi các bạn gọi là có conflict, cũng như rằng là các bạn kéo code về có conflict này, các bạn merge code vào cũng có conflict. Thì các bạn yên tâm một điều rằng là khi đấy các bạn đi làm thì các bạn sẽ tự giải quyết được nha, cũng như rằng là các bạn sẽ có những đồng đội giúp đỡ các bạn, nên các bạn đừng lo lắng nha. Ở đây thì mình chỉ giúp các bạn gọi là chúng ta có một cái góc nhìn tổng quan thôi, cũng như rằng các bạn hiểu rõ rằng là tại sao chúng ta phải dùng nó như các bạn, cũng như rằng là trong thực tế nó giúp đỡ chúng ta như thế nào. Thì trong video này mình đã giới thiệu với các bạn một vài câu lệnh sau này chúng ta gọi là chúng ta sử dụng Git, cũng như rằng là chúng ta phối hợp để làm việc nhóm. Thì trong quá trình thực hiện video này, nếu như rằng là các bạn có điều gì vướng mắc cũng như rằng các bạn có bất cứ câu hỏi gì thì các bạn đừng ngần ngại chứ comment bên trong group Facebook. Thì mình có tạo ra một cái group Facebook với hy vọng các bạn, những người có cùng tư tưởng, những người có cùng chỉ hướng thì chúng ta có một nơi để giao lưu học hỏi. Thì link đến tài liệu tham khảo, link muốn lấy mọi thứ cần thiết thì mình sẽ gửi kèm tại cái video này nha.